Quyển 20 thứ 12 Tu Sở Thánh Địa. Như vậy đã thuyết Tu Sở Thánh Địa. Sao gọi là Tu Sở Thánh Địa? Nói được do bốn xứ nên biết nhiếp khắp Tu Sở Thánh Địa. Những gì là bốn xứ? Một, xứ sở tu; hai, nhân duyên tu; ba, tu du già; bốn, quả tu. Bốn xứ như vậy nhiếp thuộc bảy chi. Những gì là bảy? Một, sanh viên mãn; hai, nghe chánh pháp viên mãn; ba, niết bàn là thượng thủ; bốn, năng chín mùi sự thành thục của tuệ giải thoát; năm, tu tập đối trị; sáu, tất cả chủng thanh tịnh thế gian; bảy, tất cả chủng thanh tịnh xuất thế gian. Như bốn xứ nhiếp thuộc bảy chi đây, nghĩa thánh giáo rộng khắp, đó là nương trong pháp hệ thuyết tỷ nạn ra, tất cả học xứ đều được viên mãn. Một, sanh viên mãn, nên biết được có 10 chủng. Đây là nương bên trong có 5 và nương bên ngoài có 5. Nương bên trong và ngoài tổng cộng thành 10 chủng. Sao gọi là trong sanh viên mãn, nương bên ngoài có 5 chủng? Chúng đồng phận viên mãn. Một, chúng đồng phận viên mãn; hai, xứ sở viên mãn; ba, chỗ nương viên mãn; bốn, không chướng công nghiệp chướng viên mãn; năm, không chướng ngạ tín giải viên mãn. Chúng đồng phận viên mãn. Như có người sanh trong cõi người được thân trượng phu, năm căn thành tựu. Xứ sở viên mãn. Như có người sanh trong cõi người, lại sanh ở trung tâm đất nước, không sanh nơi biển địa. Sanh ở trung tâm đất nước đây, tức là nơi có bốn chúng bánh, nơi có bốn chúng hành, bí xô, bí xô nhì, cận sự nam và cận sự nữ. Không sanh biên địa hạ tiện, tức là không sanh những nơi không có bốn chúng hành, không có các bậc hiển thánh, chánh trí, chánh hạnh, cũng không có các bậc thiện trượng phù. Chỗ nương viên mãn, như có người sanh ở trung tâm đất nước, chẳng bị khuyết mắt tai hay một chi phần nào đó của cơ thể, tánh không ngu xuẩn, cũng không cầm ngọng, có thể kham năng hiểu rõ, sở hữu pháp nghĩa là thiện thuyết hay ác thuyết. Công nghiệp chướng viên mãn, như có người chỗ nương viên mãn, đối với năm tội nghiệp vô gián, tùy theo nghiệp chướng nào đó không tự mình làm, cũng không dạy người làm. Nếu có làm các nghiệp đây, thì ở trong thần hiện tại tất không chướng đắc pháp khí của bậc thánh hiền. Không chướng ngại tín giải viên mãn, như có người không thành tựu năm nghiệp vô gián, không ở nơi các việc ác mà sanh tín hiểu, không ở nơi các việc ác mà phát tâm thành tịnh. Các việc ác tức là trùng trùng xứ trời tà, trùng trùng xứ ngoại đạo. Do kia ở trong đời trước, ở trong thánh giáo Phật Pháp xứ thiện thuyết đã từng tịnh tín tu tập trường thời tương tục, do nhân duyên đây ở trong đời này chỉ phát sanh tín giải khởi tâm thành tịnh ở nơi thánh xứ. Sao gọi là trong sanh viên mãn, nương bên ngoài có 5 chủng? Một, đại sư viên mãn; hai, chánh pháp thế tục thi thiết viên mãn; ba, chánh pháp thắng nghĩa tùy chuyển viên mãn; bốn, chánh hạnh không diệt viên mãn; năm, thuận theo duyên của cải viên mãn. Đại sư viên mãn tức là Bồ Đặc Xà La kia đã có đầy đủ 5 chủng sanh viên mãn bên trong rồi, lại được gặp bậc đại sư xuất hiện nơi đời, đó là Như Lai ứng chánh đẳng giác, là bậc biết tất cả, là bậc thấy tất cả ở nơi tất cả cảnh, được không chướng ngại. Chánh pháp thế tục thi thiết viên mãn tức là Bồ Đặc Xà La kia được gặp Phật xuất hiện nơi đời, rộng khai thị pháp thiện bất thiện, có tội không tội, nói rộng cho đến các pháp duyên sanh và rộng phân biệt. Đó là khế kinh ứng tụng ký biệt phúng tụng tự thuyết duyên khởi thí dụ bổn sự bổn sanh phương quảng hy pháp cùng với luận nghị. Chánh pháp thắng nghĩa tùy chuyển viên mãn tức là bậc đại sư đã khéo khai thị chánh pháp thế tục rồi, các chúng đệ tử nương theo chánh pháp đây lại được người khác vì họ mà nói thuận theo dạy dân, dạy trao tu 37 phẩm pháp bồ đề phận đắc quả sa môn, đã chứng đắc viên mãn quả sa môn, lại năng chứng đắc sở hữu công đức triển chuyển thù thắng hơn, tăng trưởng rộng lớn. Chánh hạnh chẳng diệt viên mãn tức là chư Phật Thế Tôn tùy bát niết bàn mà chánh pháp thế tục vẫn chưa diệt. Chánh pháp thắng nghĩa không ẩn mất, không đoạn diệt. Thuận theo duyên của cải viên mãn tức là bốn chủng thọ dụng chánh pháp bởi nhân duyên hiện tiền. Thọ dụng chánh pháp thì có các bậc trưởng giả cư sĩ, bà la môn có chánh tín, biết kia
Thọ Dụng chuyển chuyển theo chánh pháp, sợ rằng do duyên tiền tài bị thiếu, thốt sẽ thối thất chánh pháp. Đã được Thọ Dụng như vậy, cho nên ân cần phụng thí, trùng trùng y phục ăn uống, các tọa ngọa cụ, thuốc trị bệnh và các vật nuôi thần khác. Mười trục như vậy gọi là sanh viên mãn nương trong ngoài, tức mười trùm sanh viên mãn, đây gọi là xứ sở tu già. Xứ sở tu dù già, do lấy chỗ sở y chỗ kiến lập đây, làm chỗ nương tựa, nên chứng đắc sở hữu thành pháp của Như Lai và các chúng đệ tử. Thành pháp như vậy được có hai chủng: một, pháp hữu học; hai, pháp vô học. Ngay trong nghĩa đây, y lấy sở hữu thánh pháp vô học, đó là chánh kiến vô học, nói rộng cho đến chánh trí vô học. Vì cớ sao? Vì các hữu học tùy có thánh pháp, nhưng trong tường tục vì sự theo đuổi của phiền não, vì thánh hiện tiền khả đắc. Như vậy chi sanh phiền não thứ nhất đây có 10 chủng nghĩa thánh giáo rộng khắp. Ngoài đây ra lại không có chủng viên mãn nào khác, hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. 2. Nghe chánh pháp viên mãn. Nên biết hoặc chánh thuyết pháp hoặc chánh nghe pháp, hai chủng gọi chung là nghe chánh pháp viên mãn. Chánh thuyết pháp được có hai chủng: một, tùy thuận; hai, không nhiễm ô. Nếu nói hết rộng nên biết có 20 chủng như trong Bồ Tát Địa sẽ thuyết. Chánh nghe pháp được có 4 chủng: 1. Xa lìa kiêu ngạo; 2. Xa lìa khinh miệt; 3. Xa lìa nhiếp nhược; 4. Xa lìa tán loạn. Người lắng nghe pháp và xa lìa 4 chủng lỗi lầm như vậy thì được gọi là chánh nghe pháp. Nên biết nếu nói rộng thì có 16 chủng như trong Bồ Tát Địa sẽ thuyết. 3. Niết bàn là thượng thủ. Đệ tử Như Lai khi nương sanh viên mãn mà chuyển lắng nghe chánh pháp như tướng trước đã thuyết, chỉ lấy niết bàn làm thượng thủ, chỉ cầu niết bàn, chỉ duyên niết bàn mà lắng nghe chánh pháp, chẳng vì khuyến dẫn người khiến tin mình, chẳng vì lợi dưỡng xưng khen công kính. Lại người duyên niết bàn mà lắng nghe pháp, cứ 10 pháp chuyển niết bàn làm dẫn đầu, đó là nương tựa hữu dư ý niết bàn giới và vô dư ý niết bàn giới. Nên biết nương tựa hữu dư ý niết bàn giới có 9 pháp chuyển niết bàn làm dẫn đầu, nương tựa vô dư ý niết bàn giới có 1 pháp chuyển niết bàn làm dẫn đầu. Đó là lấy tuệ thành tựu do nghe làm nhân ở nơi đạm đạo quả. Niết bàn phát khởi 3 chủng tin hiểu: 1. Tánh có thật tánh; 2. Tin có công đức; 3. Tin mình có đủ khả năng đắc phương tiện an lạc. Đã sanh tin hiểu như vậy rồi, vì muốn thành tựu trọn vẹn trí, thành tựu do tư duy, nên thân tâm an trú nơi xa lìa nơi ồn náo, xa lìa chướng cái các ác tầm tư. Vì an trú đây, bèn năng thọ thú nhập nghĩa khéo quyết định. Trí thành tựu do tư duy, vì nương tựa đây lại năng thú nhập hai chủ phương tiện, tu ân cần không gián đoạn, do thứ lớp đây dần dần cho đến chứng được trí thành tựu do tu. Do trí đây nên thấy quá thất của sanh tử phát khởi thắng giải, cũng thấy công đức của niết bàn phát khởi thắng giải. Do thường xuyên tu tập nên nhập hiện quán đế, trước đắc kiến đạo chỗ giải thoát của hữu học. Ở nơi tu đạo bậc thượng đã được kiến tích, vì luôn luôn tu tập lại thêm chứng đắc giải thoát của phù học. Vì chứng đắc đây nên giải thoát viên mãn. Giải thoát viên mãn đây gọi là hữu dư ý niết bàn giới, tức là lấy niết bàn làm thượng thủ, khiến 9 pháp trước thứ lớp tu tập mà được viên mãn. Nên biết giải thoát viên mãn đây lại lấy vô dư ý niết bàn giới làm thượng thủ. Như vậy niết bàn làm dẫn đầu, lắng nghe chánh pháp nên biết gặt hái 5 chủng lợi ích thủ thắng. Những gì là 5? Đó là lúc lắng nghe chánh pháp năng nhiều ích mình người, lúc tu chánh hạnh năng nhiều ích mình người, năng chứng đắc ngàn mé các khổ. Nếu thuyết pháp sư lấy nghĩa đây mà tuyên thuyết chánh pháp, người nghe pháp cũng lấy ý đây mà lắng nghe chánh pháp, đó gọi là nhiều ích cho người. Lại dùng tâm thiện lắng nghe chánh pháp, bèn năng lãnh thọ vị thượng phẩm sâu của pháp nghĩa đã thuyết,
nhân đây chứng được hoan hỷ rộng lớn, lại năng dẫn phát thiện căn xuất ly, đó gọi là năng nhiều ích mình.